Bên cạnh King of Rap thì có Rap Việt đúng không? Hai chương trình cùng lên sóng gần như cùng lúc và đều thu hút cái sự chú ý của cộng đồng những người yêu rap cũng như là những người chưa từng hiểu về rap. Mình rất là tò mò là vì sao mình lại chọn King of Rap chứ không phải Rap Việt nhỉ? Thực ra thì cũng là do ban đầu em biết đến King of Rap trước Rap Việt và em cảm thấy khá là ấn tượng với cái tên King of Rap. Tại sao lại là King of Rap? Tại sao không phải là Queen of Rap hay là tại sao không phải là bất kỳ một cái tên gì khác mà tại sao lại là King of Rap? Vậy nên là mình sẽ cần phải tham gia chương trình này để có thể là thay đổi, để có thể là chinh phục. Và bản thân Pháo là một người khá là thích chinh phục những cái khó khăn. Vậy nên là Pháo đã quyết định là tham gia King of Rap. Thật ra thì khi mà cái tập 2 và tập bắt đầu có cái phần thi của bạn xuất hiện thì mọi người đã gọi bạn với cái tên là công chúa nhạc rap hay thậm chí là queen of rap. Bạn có thích cái cách gọi này của mọi người hay không? Thực ra thì Pháo cũng không muốn là mọi người sẽ gọi Pháo là Queen of Rap hay là công chúa rap, bởi vì Pháo biết là cũng còn có rất là nhiều các rapper nữ khác. Vậy nên là Pháo cũng không muốn là mọi người sẽ gọi Pháo với cái tên này. Gọi là Pháo thì sẽ ok hơn. Tuy nhiên là nếu như mà có một cái danh xưng nào đấy như vậy chứng tỏ mọi người cũng rất là quan tâm đến mình và chứng tỏ có thể là mình có cái sức hút hơn so với các nữ rapper khác chứ, đúng không? Vui hơn chứ. Thì cũng không biết là cái cảm xúc lúc đấy là bây giờ nên là vui hay là nên buồn bây giờ. Nhưng mà thật sự thì Pháo vẫn muốn mọi người gọi Pháo bằng nghệ danh hoặc một cái tên nào đó khác thay vì là Queen of Rap, thay vì là công chúa Rap. Vì Pháo vẫn muốn mình là King of Rap. King of Rap. Vẫn sẽ giữ cái tên chương trình và sau đó là vẫn sẽ giữ ngôi vô địch.